lạnh quá, lạnh quá. Chúng ta phải chết ở đây hay sao? Xin, xin thần tiên ở trên cao hãy giúp đỡ loài của chúng tôi. Đây, có chuyện gì thế? Tại sao nơi này lại trở nên lạnh cống đến như vậy? Là thần tiên giáng chân rồi. Hay quá, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta cũng không biết tại sao thời tiết lại trở nên băng giá đến như vậy. Nhiệt độ càng hạ thấp, ngay cả loài voi ma mút của chúng tôi có lớp lông rất dày cũng không thể nào chịu nổi. Hay, thiệt là tội nghiệp. Ông trời có đức hiếu sinh, ta sẽ cứu các ngươi. Nào, ra đây đệ tử của ta, thần Nham Thạch. Ấm quá, ấm quá, thiệt là dễ chịu quá đi. Đây, thần Nham Thạch, ta có nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi hãy nhanh chóng sưởi ấm mảnh đất này để cứu tất cả muôn loài. Vâng, vâng, thưa sư phụ, con sẽ làm ngay. Hay quá, hay quá. Cuối cùng, tất cả muôn loài đã được cứu rồi. Cảm ơn thần tiên, cảm ơn thần tiên. Hay là chúng tôi sẽ đền đáp ngài bằng cách giới thiệu cho ngài mấy con yêu tinh xinh đẹp sexy nha. À, bọn ta không cần đâu. Được rồi, tiểu thần Nham Thạch, hãy nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ của ngươi đi. Nên nhớ, không được lạm dụng quyền lực, làm cho nơi này trở nên nóng nảy. Đồng thời không được xen vào những chuyện ân oán của các loài sinh vật khác, nghe rõ chưa? Con biết rồi, con biết rồi. Chào các bạn, hôm nay tôi là một tiểu thần Nham Thạch. Tôi đã theo một vị thần tiên tu luyện bấy lâu nay, và lần đầu tiên ông ấy sai tôi làm nhiệm vụ sưởi ấm một vùng nơi rất lạnh này. Sau đó thì tôi cũng cấp tốc lên đỉnh núi cao nhất đằng kia và dùng thân mình để lan tỏa nhiệt độ sưởi ấm cả vùng đất băng giá này. Được rồi, được rồi, làm phép thôi. Sau một hồi thi triển phép thuật, tôi cũng đã biến đỉnh của ngọn núi này thành một vùng núi lửa nóng nảy. Từ vùng núi lửa này cũng làm cho nhiệt độ xung quanh vùng đất này trở nên ấm áp hơn. Băng tuyết bắt đầu tan và cây cỏ bắt đầu mọc, mọi sinh vật bắt đầu được sống sót trở lại. Đồng thời, để duy trì hoạt động cho ngọn núi lửa này, tôi đã dùng thân mình hò vào trong nham thạch để khiến nó cứ mãi sôi sùng sục như thế. Trải qua một khoảng thời gian rất dài, đột nhiên cho tới một ngày. Cứu chúng tôi với, tiểu thần Nham Thạch. Ngài chắc chắn ở dưới đó, ngài nghe chúng tôi nói không? Tại sao ngài không trả lời chúng tôi chứ? Chúng tôi biết ngài đang nằm dưới đống dung nham đó. Mau lên, hãy giúp đỡ các loài sinh vật tội nghiệp như chúng tôi. Chúng tôi đang sắp bị đóng băng hết rồi. Cái gì? Ngọn núi lửa này không đủ sưởi ấm cho các ngươi hay sao? Và lại, ta không xen vào chuyện của các sinh vật khác. Đồng thời thân thể ta đã hóa thành dung nham rồi, ta không thể nào tồn tại mà giúp các ngươi đâu. Mau đi đi. Nếu ngài không giúp đỡ chúng tôi thì chính ngài là kẻ gián tiếp giết chết chúng tôi đó. Các ngươi nói cái gì? Kể từ khi ngài lập phép tạo ra ngọn núi lửa này, nhiệt độ bắt đầu tăng, chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu, rất ấm áp. Nhưng từ những ngọn núi tuyết xuất hiện rất nhiều yêu tinh tuyết, bọn chúng đã mân mê giết rất nhiều sinh vật, đóng băng chúng tôi, ăn thịt chúng tôi. Và đến ngày hôm nay, bọn chúng đã mò tới tận chân của ngọn núi lửa này rồi. Chết tiệt, các ngươi nói cái gì? Lũ yêu tinh dám hoành hành dưới chân núi lửa của ta hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Bọn chúng rất đông, rất dữ tợn, chỉ có ngày mới chống lại bọn chúng mà thôi. Nghe được những điều đó từ miệng của những con voi ma mút mà trước đây tôi cứu, tôi không còn kiềm chế bản thân của mình được. Tôi trở nên tức giận và căm phẫn. Sau đó tôi cũng đã sử dụng đá nham thạch để tái tạo lại cơ thể mình một lần nữa. Lần này người tôi tái tạo trở nên to lớn hơn, thon gọn hơn. Và tôi cũng nhanh chóng di chuyển từ đỉnh xuống dưới chân ngọn núi lửa để xem rốt cuộc có phải lũ yêu tinh đang hoành hành hay không. Và tôi quyết trừng trị bọn chúng cho thật đích đáng. Lạnh quá, lạnh quá.
lạnh quá. Không. Hả? Đây, đây, lũ yêu tinh băng tuyết kia, mau dừng lại. Tại sao những sinh vật vô tội đó các ngươi lại đóng băng và rồi ăn thịt bọn chúng chứ? Bởi vì bọn ta nhận lệnh của chủ nhân bọn ta phải làm như thế. Ngươi là ai? Trong ngươi thật là nóng, hay là để bọn ta đóng băng cho ngươi tiêu cháy hết luôn? Hả? Chết tiệt! Thì ra đây là đám lâu la lục lạc của bọn yêu tinh băng tuyết hay sao? Khốn kiếp, không lẽ các ngươi chính là kẻ hoành hành trước đây, làm cho nhiệt độ tại thế giới này giảm xuống đến mức độ không sinh vật nào sống sót? Đúng vậy, là do bọn tao làm đó. Nhưng kể từ khi xuất hiện ngọn núi lửa đằng kia, lũ sinh vật chết tiệt đã di chuyển sang đó hết, khiến cho bọn tao rất đói. Bây giờ bọn tao nhận lệnh sẽ sang bằng ngọn núi lửa đó. Hả? Thì ra chính lũ yêu tinh chúng mày là những kẻ gây ra rắc rối thế này đây. Tôi đã giết hết đám lâu la lục lạc, nhưng tôi biết chắc trong ngọn núi tuyết kia còn rất nhiều con yêu tinh thủ lĩnh mạnh hơn. Hả? Sao nhiều tuyết rơi kỳ lạ thế này? Mẹ kiếp! Hả? Thứ gì nóng nảy dám tới tầng hang ngủ của bọn tao? Anh em, mau đóng băng nó! Các ngươi là lũ chúa tể yêu tinh tuyết hay sao? Người của mình! Người tỉnh rồi à? Khốn kiếp! Các ngươi dám đóng băng ta? Đừng có quả quậy, nếu không bọn ta sẽ giảm nhiệt độ thêm đó. Này, sao các ngươi lại đối xử với một vị thần như thế chứ? Hả? Một con quái vật sâu khổng lồ à? Không lẽ ngươi chính là chúa tể băng tuyết gây ra mọi chuyện như thế này? Đúng vậy, ta là nữ hoàng sâu băng giá. Trước đây ta cũng như ngươi, từng là một tiểu thần tiên xuống mảnh đất khô cằn này để làm cho nhiệt độ thay đổi tươi mát hơn. Cái gì? Ngươi cũng là một tiểu thần tiên? Tại sao ngươi lại trở nên nóng nổi như thế này? Bởi vì cuộc đời đã ép ta phải như thế. Ta làm phép cho mảnh đất này tươi mát hơn, nhiệt độ thay đổi, sinh vật bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà bọn chúng không những không trân trọng công sức của ta, mà suốt ngày cắn xé, ăn thịt lẫn nhau, gây ra những cuộc chiến tranh giữa các loài, khiến ta cảm thấy bị sỉ nhục. Do thế mà ta đã đóng băng tất cả, khiến cho bọn chúng phải chết hết. Thế giới này sẽ thuộc về ta. Không, không. Người mới chính là kẻ ích kỷ xấu xa. Các loài sơ dĩ tranh đấu với nhau là bởi vì bọn chúng cần phải cạnh tranh thì mới phát triển được. Loài này làm thức ăn cho loài khác thì sự bền vững trong tự nhiên mới tồn tại mãi mãi. Ngươi câm mồm đi. Ngươi thì biết cái gì? Chỉ có ta và những thuộc hạ băng giá của ta mới xứng đáng tồn tại mãi mãi trên thế giới này. Ngươi không bao giờ làm được điều đó đâu. Ngươi quá khinh thường ta rồi đó. Hãy xem sức mạnh thật sự của ta. Hả? Cái gì vậy? Ngươi dù ngươi có phủ băng tuyết dày cỡ nào thì đất đá bên dưới vẫn là đất đá. Cơ thể ta là dung nham, ta chỉ cần nấu đất đá đó và biến bọn chúng thành nham thạch gắn lên người của ta thì ta đã trở thành một thực thể khổng lồ thế này đây nè. Chết đi! Ngươi tưởng như vậy là có thể giết được ta hay sao? Ta cũng là một vị thần như ngươi đó. Ta đã tu luyện ở đây rất lâu rồi. Mặc dù hình hài ta nhỏ bé hơn, ta là một con sâu nữ hoàng băng giá. Ta đã tạo ra cho mình rất nhiều cơ thể mới, nhưng cứ giết chết ta cũng không hết được đâu. Hả? Chết tiệt! Dù ngươi có xuất hiện bao nhiêu thân thể đi nữa, ta cũng sẽ nhổ ngươi lên, thiêu đốt ngươi. Tôi và con quái quỷ nữ hoàng sâu tử thần này cũng đã chiến đấu rất nhiều ngày nhiều đêm. Tôi đã thiêu đốt cơ thể nó rất rất nhiều, nhưng nó vẫn trồi lên. Không hay rồi,
cứ như thế này tôi sẽ bị cạn kiệt sức lực mất. Lúc đó nó sẽ lật ngược ván cờ thì tôi sẽ chết mất. Cơ thể của ta được cấu tạo từ băng tuyết, hàng triệu, hàng vạn, người giết cỡ nào cũng không hết được đâu. Chết tiệt thân. Đúng rồi ha, cơ thể của hắn từ băng tuyết. Ta sẽ dùng phép thuật của mình để làm nóng cả nơi đây. Băng tuyết tan đi, chắc chắn hắn sẽ không tạo ra cơ thể mới được nữa. Hả? Ngươi làm cái gì vậy? Thành công rồi, thành công rồi. Được rồi, mình sẽ nhanh chóng quay trở lại miệng núi lửa của mình để cho nơi này được hồi phục, nhiệt độ trở lại bình thường.